Sự thành công của Giữ Phượng Hành không chỉ củng cố địa vị của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mà còn giúp dàn diễn viên phụ có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Trong đó, Tân Vân Lai vai Mạc Phương, Hà Dữ vai Phất Dung Quân và Hoàng Ngê vai Tiểu Hà là những cái tên được chú ý nhất. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu về những cái tên tiềm năng này cùng với một điều bất ngờ khá thú vị trong Giữ Phượng Hành nhé! Profile 4 diễn viên phụ chiếm trọn Spotlight. Mạc Phương, Tân Vân Lai. Ngoài hai diễn viên chính, trong Giữ Phượng Hành, vai diễn Mạc Phương của Tân Vân Lai cũng được khán giả yêu thích không kém. Tân Vân Lai sinh năm 1994. Năm 2016, anh chính thức tham gia vào giới giải trí. Năm 2018, Tân Vân Lai từng hợp tác với Nhậm Mẫn trong phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Sông và cùng năm, anh đóng chính trong phim Tôi Đợi Cậu Ở Tương Lai. Sau đó, nam diễn viên có cơ hội tham gia một số bộ phim như Mộng Hồi Đại Thanh, vai Ái Tân Giác La Giận Đề, Người Yêu Không Nói Dối, Linh Lung. Tân Vân Lai có vẻ ngoài điển trai cùng hình tượng nam thần ấm áp, cùng với nụ cười tỏa nắng đã gây ấn tượng sâu sắc đối với khán giả. Tân Vân Lai cũng được cư dân mạng nhận xét là có nhiều nét khá giống với anh chàng Đặng Luân năm nào. Mạc Phương là một nhân vật phản diện mà khán giả không nỡ ghét của Giữ Phượng Hành. Anh chàng từng không ít lần ngỏ ý với Thẩm Ly nhưng lại luôn nhận lại lời từ chối phũ phàng. Mạc Phương yêu Thẩm Ly, là người vào sinh ra tử với nàng, là người nàng tin tưởng nhất. Mạc Phương là con trai của Linh Tôn đời trước, được nuôi dạy trong thù hận. Dù không muốn, Mạc Phương vẫn buộc phải phản bội Linh Giới, nhưng nhất quyết không làm hại Thẩm Ly. Sau cùng, Mạc Phương đã hy sinh thân mình để cứu mạng Thẩm Ly. Tân Vân Lai đã thể hiện khá tròn vai ở cả hai khía cạnh, một là một Mạc Phương si tình, lạnh lùng, hai là một Mạc Phương tàn độc, biến thái khi bị phù sinh kiểm soát. Không ít khán giả sau khi xem phim đã chuyển thành fan của Tân Vân Lai. Vai diễn Mạc Phương cũng giúp anh tăng hơn 100.000 lượt theo dõi chỉ trong vòng 7 ngày, đúng kiểu nữ chính Thẩm Ly là của nam chính hành chỉ, còn Mạc Phương là của khán giả. Sau thành công của Giữ Phượng Hành, chàng diễn viên đã có được vai nam chính trong một dự án cổ trang mới. Hiện tại, Tân Vân Lai đang ghi hình cho bộ phim cổ trang Quý Nữ, hợp tác cùng nữ diễn viên Trần Đô Linh, chuyển thể từ tiểu thuyết Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Đây là vai nam chính đầu tiên của Tân Vân Lai trong một bộ phim được đầu tư đàng hoàng, đánh dấu bước tiến mới trên con đường diễn xuất của nam diễn viên. Phất Dung Quân, Hà Dữ. Hà Dữ sinh năm 1996, là một chàng trai kiến trúc chính hiệu. Anh từng theo học Đại học Trùng Khánh nhưng cơ duyên đã đưa anh rẽ sang con đường diễn viên. Hà Dữ bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2019 trong web drama Luyến Luyến Giang Hồ. Tiếp đó, Hà Dữ đảm nhận vai chính trong phim Hàng Xóm Của Tôi Không Chịu Lớn năm 2020 và vai Công Tôn Sách trong Tân Bao Thanh Thiên. Năm 2021, Hà Dữ vào vai học bá Chu Thành Hải trong Khi Em Còn Niên Thiếu, vai Chu Tử Khiêm trong Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi, phát sóng 2022. Dù bước chân vào nghiệp diễn chưa lâu, nhưng Hà Dữ rất chăm chỉ tham gia vào những bộ phim web drama. Qua đó có thể chứng minh thêm khả năng và giúp anh có cơ hội thể hiện bản thân trong các dự án phim có chất lượng hơn. Dù không xuất hiện quá nhiều, nhưng mỗi phân cảnh có mặt của chàng thái tử tiên tộc Phất Dung Quân đều khiến khán giả phải phì cười vì độ ngờ nghịch và siêu cấp đáng yêu của anh chàng. Với thân phận vị hôn phu của nữ chính Thẩm Ly, Phất Dung Quân đã không ít lần rơi vào các tình huống bi hài, còn bị cả hành chỉ thần quân cùng Mạc Phương xem là cái gai trong mắt. Là cây hài chủ chốt của phim, vai diễn Phất Dung Quân do nam diễn viên Hà Dữ đảm nhận đã được khán giả yêu mến ngay từ khi vừa mới xuất hiện. Chỉ số truyền thông của Hà Dữ trên nền tảng truyền thông WeChat đã phá 130 triệu lượt thảo luận. Số lượng người theo dõi của Hà Dữ trên Weibo cũng tăng hơn 188.000 người chỉ trong một tuần cuối tháng 3 và vẫn đang tiếp tục tăng nhiều thêm nữa. Đây là những chỉ số truyền thông khá ấn tượng dành đối với một diễn viên phụ như Hà Dữ. Ngoài Giữ Phượng Hành, một tác phẩm khác của Hà Dữ đang lên sóng là Gặp Lại Tiêu Dao, bản remake của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. Khi đặt cùng tượng đài Lý Tiêu Dao của nam diễn viên Hồ Ca, phiên bản Lý Tiêu Dao của Hà Dữ mặc dù vẫn còn kém xa. Nhưng nhìn chung, cộng đồng mạng vẫn cho rằng biểu hiện của Hà Dữ cũng như dàn diễn viên đều ở mức tạm ổn, diễn xuất không gai mắt. Tiểu Hà Cảnh Tích, Hoàng Nghệ. Hoàng Nghệ tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải, là nghệ sĩ của Hoan Thụy Thế Kỷ, cùng công ty với Thành Nghị, Nhậm Gia Luân. Vì vẻ ngoài trẻ trung, trong sáng mà nhiều khán giả đã cho rằng Hoàng Nghệ phải thuộc thế hệ 2K, vì thế khi biết cô sinh năm 1997 nhiều người đã không khỏi bất ngờ. Ngoài Giữ Phượng Hành, Hoàng Nghệ còn từng góp mặt trong một số tác phẩm khác như Câu Chuyện Hoa Hồng, Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung, vai Mục Niệm Tử, Lưu Ly, Trường An Nặc, Sơn Hà Nguyệt Minh. Sau khi xuất hiện trong Giữ Phượng Hành với hai vai diễn là Tiểu Hà và Cảnh Tích, Hoàng Nghệ đã tăng thêm được hơn 173.000 lượt người theo dõi trên Weibo trong tuần cuối của tháng 3, mở ra một cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển trong tương lai. Trong Giữ Phượng Hành,
Tiểu Hà xuất hiện với thân phận là một đóa hoa sen thành tinh, được Lục Cẩm Thành nuôi dưỡng. Dưới sự chăm sóc chu đáo, dịu dàng của Lục Cẩm Thành, Tiểu Hà đem lòng yêu hắn, mà không biết rằng người đàn ông này chỉ muốn nuôi dưỡng cô như một liều thuốc để cứu người vợ đã hôn mê nhiều năm. Sau khi phát hiện mọi chuyện, Tiểu Hà vì quá đau khổ, phẫn nộ mà hắc hóa, làm hại tới người vô tội nên bị Thẩm Ly dạy dỗ. Cuối cùng, Tiểu Hà vẫn quyết định hy sinh bản thân để thực hiện nguyện vọng của Lục Cẩm Thành, người mà cô yêu tha thiết. Ngay sau khi Tiểu Hà xuất hiện, khung cảnh cô tinh nghịch vui đùa với làn nước trong xanh hay bẽn lẽn, thẹn thùng bên người thương đã khiến cư dân mạng đổ gục. Hoàng Nghệ được nhận xét là lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật Tiểu Hà, với vẻ đẹp trong veo, diễn xuất tự nhiên đúng nét mong manh, đáng yêu, vô tư của nhân vật, cực kỳ sát với mô tả trong nguyên tác của Cửu Lộ Phi Hương. U Lan Nữ Quân, Lạt Mục Dương Tử, Lý Gia Kỳ. Lạt Mục Dương Tử tên thật là Lý Gia Kỳ, sinh năm 1995 tại khu tự trị Nội Mông Cổ. Cô tốt nghiệp Học viện Báo chí Đại học Trùng Khánh. Năm 2016, Lạt Mục Dương Tử bắt đầu đăng tải những tác phẩm video ngắn trên mạng. Sở hữu ngoại hình duyên dáng, mũm mĩm, cộng thêm khiếu hài hước nên cô nàng thường tham gia những bộ phim hài hước và dần được nhiều khán giả biết đến nhiều hơn. Những bộ phim đáng chú ý của Lạt Mục Dương Tử có thể kể đến như Ta Là Lưu Kim Phượng, Chân Tu Ký, Ngọc Xuân Lâu, Hoàng Hậu Lưu Hắc Bản. Trong Giữ Phượng Hành, Lạt Mục Dương Tử được giao cho vai diễn U Lan. Theo nguyên tác, U Lan là nữ quân tiên giới, tỷ tỷ của Phất Dung Quân, nàng đem lòng mến mộ thần quân Hành Chỉ, nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng đều bị từ chối. Nhân vật U Lan của Lạc Mục Dương Tử gây ấn tượng bởi hình tượng hài hước và dễ mến. Sự xuất hiện của tình địch đáng yêu khiến khán giả càng tò mò cả hai sẽ dùng cách gì để giành trái tim của Hành Chỉ thần quân. Bên cạnh đó, vai diễn U Lan nữ thần của nữ diễn viên cũng không từng gây không ít tranh cãi. Các fan nguyên tác cho rằng Lạc Mục Dương Tử không phù hợp với vai diễn. Theo mô tả của truyện thì nhân vật U Lan là đệ nhất mỹ nhân, trong khi Lạt Mục Dương Tử nhan sắc không như kỳ vọng của fan truyện. Tuy nhiên, khán giả của phim phản hồi rằng Giữ Phượng Hành được chuyển thể theo phong cách dí dỏm, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, vai diễn cần chiều sâu hơn và diễn xuất hơn là nhan sắc. Do đó, Lạt Mục Dương Tử với lối diễn duyên dáng, hài hước rất hợp với nhân vật này. Chuyện tình không ai ngờ đến của hai nam phụ. Trong nguyên tác Bổn Cung ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, ngoài chuyện tình yêu gặp nhiều rào cản giữa Hành Chỉ và Thẩm Ly, còn có một mối tình đơn phương khác cũng khá ngang trái và không kém phần bất ngờ, đó là Phất Dung Quân đem lòng yêu thầm Mạc Phương. Ban đầu, Phất Dung Quân là phu quân tương lai của Bích Thương Vương Thẩm Ly, hôn sự này do chính tay thần quân Hành Chỉ ấn ban. Với Thẩm Ly, Phất Dung Quân là kẻ nổi tiếng trăng hoa, ưa khoe mẽ và cũng chẳng có bất cứ chiến công nào đáng kể. Ngược lại, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Phất Dung đã trúng tiếng sét ái tình bởi vẻ ngoài xinh đẹp và mạnh mẽ của Thẩm Ly. Tuy nhiên, tiếng sét này cũng không kéo dài bao lâu. Sau khi trải qua đại nạn, Hành Chỉ hủy hôn cho Thẩm Ly và Phất Dung, Thẩm Ly một lòng yêu thương Hành Chỉ, còn Phất Dung thì lại dành mối quan tâm lớn cho Mạc Phương, tướng quân thân cận dưới trướng Thẩm Ly. Để chuyên tâm theo đuổi Mạc Phương, cháu trai của Thiên Đế từ bỏ thói lăng nhăng, ong bướm đa tình, tìm mọi cách gây ấn tượng trước người thương, nhưng tiếc thay, Mạc Phương lại chỉ thích Thẩm Ly chứ không hề đoái hoài tới Phất Dung. Hay tin Mạc Phương bỏ mạng, Phất Dung gần như phát điên, bộc phát linh khí, khiến tiểu viện hắn đang sống nổ tung rồi rơi vào hôn mê. Tỉnh lại rồi, Phất Dung biết thêm tin Mạc Phương đã phản bội tất cả mọi người, hắn dường như biến thành một con người khác, trầm lặng, ít nói, vẻ huênh hoang khoác lác, ba hoa trích chòe trước đây biến mất hoàn toàn. Cuối truyện, tương lai của Phất Dung không được đề cập tới nhiều, chỉ biết khi hắn từ thủ chống đỡ kết giới ở Khư Thiên Uyên, Hành Chỉ nói một câu vừa như tiên tri, vừa như khen ngợi Phất Dung, sau này có lẽ Phất Dung quân sẽ có thành tựu. Sau này, cũng chính Phất Dung là người cầu tình, xin Thiên Đế tác thành cho Hành Chỉ và Thẩm Ly. Hiện tại, khán giả đang tò mò không biết đoàn làm phim Giữ Phượng Hành sẽ xử lý tình tiết trái tim bên lề này như thế nào. Liệu sẽ cắt bỏ hoàn toàn tuyến tình cảm đơn phương của Phất Dung dành cho Mạc Phương hay vẫn xây dựng những chi tiết, hành động mập mờ để người xem thỏa sức tưởng tượng. Bạn đã xem Giữ Phượng Hành hay chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về bộ phim? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với mọi người nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nhé! See you!